Mến chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển nha. Thì hôm nay vẫn tiếp tục trở lại nhà vườn của Đông Võ, giao lưu một số mặt hàng hoa kiển, hoa trang, hoa giấy thì rất là nhiều, rất là đẹp bà con, đủ loại hết. Đó, thì mình cùng gặp Đông Võ để giao lưu và đo thông số báo giá luôn nha. Em trai rất là quen thuộc. Rồi, chào Đông Đông ơi. Rồi, chào anh Liêm nha, em chào cô chú anh chị nha. Thì lời nói đầu tiên thì em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ em cái clip vừa rồi nha. Thì hôm nay thì em cũng có một số cái hoa giấy nha cô chú anh chị, đang hoa rất là đẹp luôn, như là cam lửa, đỏ lửa nè, rồi phụng hoàng lửa nữa, giống mới nha cô chú anh chị. Nó như cẩm thạch rồi em ghép ba màu nó, rồi chiều tím nè, rồi Ấn Độ nữa nha cô chú anh chị. Nó và một số bông trang như là Mỹ trắng, nó tím sen Vĩnh Châu, đỏ đuôi phụng, nó rất là nhiều loại giống mới luôn nha cô chú anh chị. Bông trang thì từ xưa tới giờ là quá trời luôn ha. Quá trời luôn cô chú anh chị ơi, nguyên vườn nhà em. Đó thì địa chỉ ở của em là ở Tân Khanh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp nha cô chú anh chị, gần làng hoa Sa Đéc. Rồi thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784 694 419 nha cô chú anh chị. Nó thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên cái mã số 1, mã số 2 luôn nha cô chú anh chị. Gồm hai cây. Nó mã số 1 là một cây này là đỏ lửa với cam lửa nha cô chú anh chị, hai màu ha. Dạ, còn bên đây mã số 2 là chỉ có một đỏ lửa thôi, một màu. Dạ, để em đo cây mã số 1, chiều cao là 75. Nó tán ngang nó là 60 nha cô chú anh chị. Này ghép gốc thường ha. Dạ, gốc giấy thường bự nha cô chú anh chị. Giấy thường thì sức sống nó rất khỏe. Dạ, hoành nó dưới đây em đo thử 11 luôn nha cô chú anh chị. Hoành 11. Nó cây mã số 1. Nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi giá luôn. Rồi thì mã số 1 này em xin giao lưu là giá là 200.000 nha cô chú anh chị. 200k được một cây hai màu. Dạ, một cây hai màu luôn. Rồi, ok, đó. Một màu là 100k. Dạ. Đó, tiếp theo một cây đỏ lửa luôn nha cô chú anh chị. Nó rất là đẹp luôn. Cây này cái cũng vẫn là ghép thôi. Dạ, thôi thường nha cô chú anh chị. Nó em đo chiều cao 65 nha cô chú anh chị. Tán ngang nó 60. Đó, phơm tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó đỏ lửa. Rồi, giá rất là đẹp. Nó này mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 này em xin giao lưu là giá là 200.000 luôn nha cô chú anh chị. 200k cái đỏ lửa. Cái đỏ lửa luôn. Dạ, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Thì hoa giấy là cô chú anh chị cũng biết rồi. Nó thì vận chuyển đi ship xa là nó có thể rụng bông rụng lá rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nó thì cô chú anh chị cũng thông cảm giùm mình nhà vườn nha. Nó thì cô chú anh chị nào nhận về thấy nó rụng lá điều gì đó cô chú anh chị, hay là héo gì đó, thì cô chú anh chị để trong mát một ngày rồi sau đó đem ra nắng là nó sẽ bắn đọt lại nha cô chú anh chị. Cái ưu điểm của hoa giấy là nó sức sống nó rất là dẻo dai. Dạ. Nó chịu được hạn, nhưng mà khuyết điểm là mong manh dễ vỡ. Dạ. Vận chuyển dễ rụng. Vận chuyển lá đi là nó dễ rụng hoa cô chú anh chị ơi, dưới lá nữa. Đó là nói chung là giấy mà. Cây này ghép chắc cũng 3-4 màu. Dạ, 3 màu nha cô chú anh chị. Này là chiều cao là 80. Nó tán ngang là này 80 luôn nha cô chú anh chị. Nó thì cây này em cũng ghép là 3 màu. Nó một màu đầu tiên là hồng gân. Thứ hai là một cây đỏ lửa. Thứ ba là một cây tím bướm nha cô chú anh chị. Hồng gân, đỏ lửa, tím bướm. Dạ, đó. Ghép 3 màu rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, chiều cao là 80. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ luôn. Đó, rồi thì cây mã số 3 này em xin giao lưu là giá là 250.000 nha cô chú anh chị. 250k. Dạ, 250.000. Cây khá đẹp bà con ơi. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Giá có 250. Dạ. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đây, tiếp theo là một cây này là cây số 4 nha cô chú anh chị. Cây số 4 rất là dạ, đẹp luôn. Cây này em cũng ghép là 3 màu luôn. Rực rỡ hoa. Rực rỡ nha cô chú anh chị. Nó cái dòng này là dòng phụng hoàng lửa nha cô chú anh chị. Cái bông nó đậm. Dạ, nó đậm hơn là tím lửa nhiều lắm. Đó. Chung là cái bông này rất là đậm đẹp nha cô chú anh chị. Tím lửa thì nó không có bằng. Lên cũng non quá chứ. Dạ, lá có nó cũng khác nha cô chú anh chị. Nó cây này chiều cao là 1 mét cô chú anh chị ơi. Nó tán ngang nó là 75. Nó cây này em cũng ghép là 3 màu nha cô chú anh chị. Nó đây, cam lửa đang búp. Đó, à, cam lửa nha. Đây, đỏ lửa nó nha cô chú anh chị. Nó đỏ bên đây. Nó nhìn, rất là đẹp. Hai cái màu bông mình thấy khác nhau liền nè. Dạ. Một cái nha, nó vậy với cái như vậy nè. Hai cái dạ, khác nhau. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Nó cái dòng phụng hoàng lửa này là cũng mới nha cô chú anh chị. Đó, cái cây này tàn rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi, rồi thì cây mã số 4 này em xin giao lưu là giá là 400.000 nha cô chú anh chị. 400k ha. Dạ, 400.000. Nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó.
tiếp theo mã số 5 là em lên một cây này cẩm thạch ghép ba màu nha cô chú anh chị. Ba màu cẩm thạch. Dạ. Ba màu cẩm thạch. Hai màu, ba màu. Dạ. Chiều cao là 70. Tán ngang nó là cũng 65 nha cô chú anh chị. Đó, cái này gốc này gốc Mỹ luôn nha cô chú anh chị. Quái quá ha. Rất là đẹp luôn. Một nồi để luôn, sổ luôn. Dạ. Nồi luôn. Rất là đẹp luôn, để em đo cái cổ này là 10 nha cô chú anh chị. 10. Nó cẩm cái đế rất là đẹp luôn, cẩm thạch này ba màu nha cô chú anh chị. Cam, màu vàng, cam và hồng. Đó, nói chung cũng đang búp hết nha cô chú anh chị. Đó, cây rất là đẹp luôn, cây mã số 5 nha cô chú anh chị. Đó. Giá sao đây? Rồi cây cẩm thạch mã số 5 này em xin giao lưu là giá là 350.000 nha cô chú anh chị. 350 cho cây này ha. Dạ. Cây khá đẹp bà con ơi, mã số 5 đặt. Dạ. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. 350.000. Đó. Tiếp theo là cây mã số 6. Đó là một cây ghép ba màu nha cô chú anh chị. Mã số 6. Dạ. Em đo chiều cao này là 80. Tán ngang nó là 55. Đó, cây này thì em ghép ba màu cô chú anh chị ạ. Thì cái góc này cũng quái ha. Dạ. Hoàng mèo cũng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Ba màu. Đó. Đây màu trắng nha cô chú anh chị. Màu. Hai đó, màu. Màu. Ba màu. Cam đỏ, vàng đỏ. Ba màu rõ rệt luôn. Dạ. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đó. Rồi thì cây ba màu mã số 6 này em xin giao lưu là giá là 250.000 nha cô chú anh chị. 250 cho ba màu ha. Dạ. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Bên bàn cây này đặt nha con. Dạ. Mã số 6. Tiếp theo cây mã số 7 luôn nha cô chú anh chị. Nhãn là một cây ba màu luôn. Ba màu. Dạ. Màu hồng này cô chú anh chị, màu vàng với này màu cam cam như nó cô chú anh chị. Cam. Em đo thử coi. Chiều cao là 70. Tán ngang nó cũng 70 luôn nha cô chú anh chị. Thì cái này là nó đang búp, em cũng ghép góc chế Mỹ luôn. Cái này để cũng quằn mèo quái ha. Dạ, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đó. Rất rồi, là đẹp. Giá sao đây? Cái... Rồi thì cây mã số 7 này em xin giao lưu là giá là 250.000 luôn nha cô chú anh chị. Cây này đang đi đập bông non ha. Dạ, đập non rất là đẹp luôn, đang bông. Mấy cái bông già thì cái giao lưu nó sẽ dễ rụng nha bà con. Dạ. Nó rụng 50% bông già. Bông non thì nữa. Rồi tiếp theo mã số 8 nha cô chú anh chị. Cây cẩm thạch. Dạ, cẩm thạch này là hồng cô chú anh chị. Hồng đậm, rất là đẹp luôn. Rồi này chiều cao là 93, tính 90 thôi. Đó, em quay cho cô chú anh chị mình xem. Tán ngang nó là 80 luôn nha cô chú anh chị. Này em cũng ghép góc giấy thường nha cô chú anh chị. Góc giấy thường ha. Cây dạ. Này cũng xiên hoa hết đâu. Dạ, xiên hoa lắm nha cô chú anh chị. Đó, đọt cái đầu bông tới đó. Dạ. Này là rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Bông này rất là đẹp luôn. Đó. Rồi giá luôn. Rồi thì cây mã số 8 xin giao lưu là giá là 250.000 nha cô chú anh chị. 250. Dạ, 250. Rồi ok. Cây mã số 8 khá là đẹp bà con ơi. Đọt đi tới đâu là hoa dạ, nó sẽ ra hoa tới đó. Tiếp theo mã số 9 là vẫn là một cây cẩm thạch. Ở này dạng cẩm giống như cam. Màu cam, cam đổi màu của chú anh chị ơi. Cam đổi màu nó có cái giống như nó vừa cam cam mà nó vừa hồng hồng, hồng, hồng ha. Dạ. Em đo thử chiều cao luôn. Là 90 luôn nha cô chú anh chị. Tán ngang nó là có 1 mét luôn mà em tính 90 thôi. Nó tại này nó bè ra cô chú anh chị ơi. Ra quá. Nó cây rất là đẹp luôn. Cẩm thạch cam đổi màu nha cô chú anh chị. Đó, mã số 9. Rồi thì mã số 9 em xin giao lưu là 250.000 luôn nha cô chú anh chị. 250. Dạ. Con về mình con vàng lại mấy cái này và con nhân giống ra. Dạ, nhân giống ra cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, đó. Ok. Là cái tàn nó tròn do lại liền. Tàn nó tròn nó đặc. Đặc. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 10 nha cô chú anh chị. Đó. Một cây cẩm thạch tím siêu bông bằng lăng. Dạ. Em đo thử cái này chiều cao là 40 nha cô chú anh chị. Nó tán ngang là 50. Một rễ ha. Dạ. Gốc Mỹ một rễ. Gốc Mỹ. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi, cây rất là đẹp. Rồi cây này mã số 10 nha cô chú anh chị. Em xin giao lưu là giá là 200.000 nha cô chú anh chị. 200k. Dạ, cây cẩm thạch tím lục bình, tím bằng lăng. Nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hoa rất đã luôn ha. Dạ. Rồi, ok.
Rồi thì tiếp theo là em lên một số cái giống trang nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị gắng đợi chút xíu em tiếp lên tiếp bông giấy nữa nha. Đó. Hoa trang nhà vườn của Đông dạ. Thì rất là nhiều loại rất ha. Là nhiều loại nha cô chú anh chị. Tất cả các giống trên thị trường này đều có hết. Dạ. Rồi thì đầu tiên là em lên 8 cây tím sen Vĩnh Châu nha cô chú anh chị. Nó hoa thơm một thời luôn nha cô chú anh chị. Nó nói chung là chiều cao là tầm cỡ 25 nha cô chú anh chị. 25. Nó cây nói chung là đang hoa rất là thơm luôn cô chú anh chị ơi. Đó, tím sen Vĩnh Châu, hoa thơm. Rồi giá luôn. Rồi 8 cây này em xin giao lưu là 150.000 nha cô chú anh chị. 150. Dạ, 8 cây chỉ có 150.000 thôi. Ok. Đó. Giá rất là mềm cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo là 6 cây hồng cánh kép nha cô chú anh chị. Hồng cánh kép. Dạ, hồng cánh kép. Đang có nụ luôn nè. Đó, đang có nụ hoa đồ gì luôn nha cô chú anh chị. Cái này về trồng là rất là khỏe cô chú anh chị ơi. Nó chiều cao là từ 30 rồi. Nói chung là từ 30 tới 35 nha cô chú anh chị. Nói chung là 35 hết trơn rồi đó. Nó cũng tầm tầm nhau nè cô chú anh chị. Nó 6 cây. Rồi thì 6 cây hồng cánh kép này em xin giao lưu là vẫn là 150.000 nha cô chú anh chị. 150 đơn hàng là bao ship cho dạ, bạn luôn. Dạ, 100.000 gửi ngàn làm bao ship rồi. Rồi ok. Đó, 6 cây hồng cánh kép. Đó, tiếp theo là 6 cây đỏ đưa phụng luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cây đang hoa nè cô chú anh chị. Đỏ đưa phụng. Đây, cái hoa đỏ. Đó này nở rồi đó cô chú anh chị ơi. Hồng cánh 6 cánh không ha. Dạ. Lá thì lá kép, 3 nách lá, 4 nách lá mà. Dạ. Rồi này chiều cao là 50 nha cô chú anh chị. Nói chung là từ 40 tới 50. Thử từ 40 ha. Dạ, thử cũng từ 40 cho cô chú anh chị đi. Rồi giá luôn sao đây. Rồi thì 6 cây đỏ đu phụng này em xin giao lưu là 150.000 luôn nha cô chú anh chị. 150. Dạ. Ok. 6 cây 150.000 nha cô chú anh chị ơi. Hóa là rẻ rồi. Đó. Rồi tiếp theo là một cặp phụng Long Châu nha cô chú anh chị. Đó. Đây, cây đang có hoa luôn nha bà con. Hoa này chiều cao là 40 cô chú anh chị ơi. Đó, chiều cao là 40. Cây đang nụ quá chừng nè ha. Dạ. Nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó một cặp phụng Long Châu. Đó thì cặp này em xin giao lưu là 150.000 luôn cô chú anh chị ơi. 150. Dạ. Rồi. 150.000 luôn. Giá quá rẻ bà con ơi. Cây tàn tược nhiều. Dạ. Nhánh tược nhiều bà con về để bàn. Đó, tiếp theo là một cây trắng thơm nha cô chú anh chị. Cái dòng này là hoa rất là thơm luôn. Đó, chiều cao là 50, tán ngang nó là 40 luôn nha cô chú anh chị. Cái bông rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, màu trắng. Nó buổi sáng nó là rất là thơm luôn nha cô chú anh chị. Nó cô chú anh chị mà để trước nhà là cách 1 mét là cô chú anh chị nghe mùi liền. Rất là thơm luôn. Thơm hơn tím sen Vĩnh Châu luôn. Dạ, hơn luôn nha cô chú anh chị. Rồi giá luôn. Rồi thì một cây này em xin giao lưu là giá là 130.000 nha cô chú anh chị. Ba. Dạ okay. Thì cô chú anh chị nào lấy cây gì thêm là chẳng 150 làm bao ship nha. Đó. Rồi tiếp theo là em lên tiếp tục hoa giấy nha cô chú anh chị. Này mã số 11 với mã số 12. Đó là một cặp chiều tím nha cô chú anh chị. Chiều tím nó em lên chút đi. Nó mã số 11. Nó rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Cái dòng này thì lá nó màu vàng xanh rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao này 50. Cây này đang ra bông non ha. Dạ. Tán ngang nó cũng 55 nha cô chú anh chị. Nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Để quái. Để quái nha cô chú anh chị. Đó, tàn trồng do luôn. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đó. Giá luôn sao đây. Rồi thì mã số 11 này em xin giao lưu là giá là 220.000 nha cô chú anh chị. 220. Dạ. Nó rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Tiếp theo mã số 12. Đó, vẫn là một cây chiều tím luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, đem ra chiều cao này là 55. Tán ngang nó là 50. Đó, đây để quay cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Cây này được 4 cái rễ treo lên ha. Dạ, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi giá luôn sao đây. Rồi thì cây chiều tím mã số 12 này em cũng xin giao lưu là 220.000 nha cô chú anh chị. 220k. Dạ. Cây này cũng đang đi bông non nha bà con. Dạ. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái dòng này thì lá nó màu vàng mà xanh vậy đó nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 13. Là một cây này cũng là ghép ba màu luôn nha cô chú anh chị.
ghép ba màu. Dạ, gồm là hồng găng, tím bướm với đỏ lửa nha cô chú anh chị. Mã số 13. Đó, đem đo thử chiều cao là 70. Tán ngang nó là 70 luôn nha cô chú anh chị. Đó, cái hoành cũng 11 nha. Cây này ghép gốc giấy thường ha. Dạ, gốc giấy thường nha cô chú anh chị. Ghép ba màu nhưng mà bà con nhìn là thấy nó bốn màu luôn, tại vì cái hồng gân nó ra nó hoa nó đỡ màu nữa. Dạ. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi, giá luôn. Xong rồi thì mã số 12 nè, 13. Em xin giao lưu là giá là 220.000 nha cô chú anh chị. 220. Dạ, 220.000. Ok. Đó. Cây rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Tiếp theo. Mã số 14 là một cây cành vàng lá ngọc nha cô chú anh chị. Lá ngọc cành vàng. Nó chiều cao là 65. Tán ngang là 50 nha cô chú anh chị. Đó, chỉ có duy nhất một cây thôi cô chú anh chị ơi. Nó rất là đẹp luôn. Vàng. Dạ. Vàng lá ngọc. Đó. Giá luôn. Rồi thì một cây này em xin giao lưu là giá là 170.000 nha cô chú anh chị. 170k. Dạ. Một cây gì? Giống mới hay đâu? Dạ, giống mới nha cô chú anh chị. Ở trong cái viền lá ở trong thì nó dạng như cẩm thạch ấy, nó dạ. Có một cái sọc vàng. Nó bông thì nó có hai màu luôn, màu trắng với màu hồng luôn. Dạ, đúng rồi. Nó rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 15. Một cây giấy Ấn Độ nha cô chú anh chị. Giấy Ấn Độ đỏ màu. Dạ, hoa to, hoa chùm. Hoa rất là to luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 15. Rồi chiều cao là 1m1 luôn cô chú anh chị ơi. Nó tán ngang nó là 1m luôn. Nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó rất là đẹp luôn. Nó hoa giấy Ấn Độ. Nó cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó tàn tược non rất là nhiều luôn. Rồi thì cây mã số 15 nha cô chú anh chị. Cái này mã số 15. Nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó thì em xin giao lưu là giá là 350.000 nha cô chú anh chị. 350. Dạ, cái này cây ghim luôn nha cô chú anh chị, không có ghép nha. Cây ghim luôn nguyên thủy hoàn toàn luôn nha cô chú anh chị. Này nó đổi màu rất là đẹp luôn. Hoa nó đổi màu nó có giống như 3 4 màu luôn nha bà con. Dạ, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 15 350.000 nha cô chú anh chị. Đó. Tiếp theo mã số 16, vẫn là một cây Ấn Độ luôn nha cô chú anh chị. Ấn Độ đổi màu. Dạ. Rồi đếm đo thử này, chiều cao là 1m05. Nó tán ngang luôn. Đếm đo tán ngang cho cô chú anh chị mình luôn. Nó tán ngang là 1m nha cô chú anh chị. Đó, để em quay. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Tàn tược cũng ha. Dạ, tàn tược mình này là mình về mình cắt kê mình làm giống cũng được nha cô chú anh chị. Bông ra quá chừng rồi nè. Dạ. Bông rất là to. Bông rất là to đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Giấy mà rất là to nha. Đó, rồi thì cây mã số 16 này em xin giao lưu là 350.000 luôn nha cô chú anh chị. 350. Dạ. Rồi, ok. Đó. 350.000. Cây giấy rin nhưng mà con nó không có ghép ở đâu. Dạ, không có ghép nha cô chú anh chị. Dăm hôm từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ. 6. Rồi, tiếp theo là mã số 17 nha cô chú anh chị. Gồm hai cây tím tuyết. Tím tuyết. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 17. Nó gồm hai cây. Em đo thử chiều cao. Chiều cao này là 35 nha cô chú anh chị. Còn cái bên này chiều cao là 40. Đó, tán ngang là nó tầm 35 nha cô chú anh chị. Nó một cặp luôn. Nó bông hoa rất là đẹp tím tuyết nha cô chú anh chị. Đó, nó màu trắng kiểu hồng hồng nè cô chú anh chị ơi. Tím tuyết rất là đẹp luôn. Đó. Xuyên hoa luôn. Dạ. Rất là xuyên hoa luôn. Rồi thì này là tím tuyết mã số 17 nha cô chú anh chị. Giá một cặp này em xin giao lưu là 250.000 thôi. 250. Dạ. Nó rất là đẹp okay. Luôn. Dạng mini nha cô chú anh chị. Cặp 2 cây 250k. Dạ. Tiếp theo mã số 18 nha cô chú anh chị. Là một cặp Sakura phất hồng. Đó. Bông hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, Sakura phớt hồng nha cô chú anh chị. Mới ra hoa thì nó màu xanh trắng. Dạ, chiều cao là 55 nha cô chú anh chị. Bên đây chiều cao nói chung cũng cỡ 55. Nó tính 50 thôi. Cây phơm tàn tròn. Dạ, phơm tàn tròn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Đó.
Này, mã số 18 nha cô chú anh chị. Rồi, đó, rồi. Một cặp Sakura Phước Hồng này em xin giao lưu là 350.000 nha cô chú anh chị. Đó, lẻ thì cô chú anh chị nào lấy thì 180.000. Nó hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 18. Rồi, tiếp theo mã 19 nha cô chú anh chị. Đó, lên đây luôn đi. Một cây này là cây hai màu luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây 19 đi. Đó, một cây tím Pháp nha cô chú anh chị. Em ghép gốc giấy thường nhưng mà bự nha cô chú anh chị. Đó, để em đo chiều cao là 60. Tán ngang nó là 70. Đó, cây tím Pháp rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Cây này đang có được mấy bông mẫu à? Dạ. Chưa có hoa nhiều. Nó tàn nhưng mà tàn tục rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Tàn đặc tàn. Dạ. Rồi thì cây tím Pháp mã số 19 này em xin giao lưu là giá là 200.000 thôi nha cô chú anh chị. 200.000. Ok. Dạ. Tím Pháp cái hoa nó cũng to bông đậm một rồi. Dạ. Tiếp theo mã số 20 là một cây cẩm thạch hai màu nha cô chú anh chị. Cẩm thạch màu vàng với màu cam nha. Cẩm thạch vàng thì lá màu vàng ha. Dạ, lá màu vàng đậm. Cẩm thạch cam thì lá nó non hồng hồng. Dạ. Em đo chiều cao này là 45 nha cô chú anh chị. Nó tán ngang nó là 55 luôn. Nó cây này là hai màu nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Đó. Một cam một hồng. Dạ, rất là đẹp luôn. Rồi thì một cây cẩm thạch này là số 20, em xin giao lưu là giá là 180.000 thôi. 180.000. Dạ. Ok. Rồi thì cây mã số 20 cũng là cây cuối clip nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip của em nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào thấy hay thì đăng ký kênh giúp anh Liêm nha cô chú anh chị. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Rồi em cũng cảm ơn Đông nha. Cảm ơn câu nói vừa rồi rất là ý nghĩa. Rồi hy vọng là bà con sẽ ủng hộ nhà vườn của Đông Võ nha bà con. Và ủng hộ kênh, đăng ký kênh Liêm Nguyễn. Chúc bà con một ngày xem clip thật vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Bye bye bà con nha.